tôi quên, cái gì tôi view nhầm em nhầm. À. Có râu nha, có râu nha. Ông nội kia ông cứ ở ngoài là mình giật hết cả mình. Đâu để hai chân nha. Đâu nhỉ? Hát nhép được không? Thôi chị ơi à, thôi à. Mọi người bảo thôi, thì thôi. Hát đi. Mọi người bảo thôi, đừng. Thôi, thì thôi. Mọi người bảo thôi, thôi đừng. Tươi lên. Mình là tướng mà. Người gì sợ. Hát. Đây hát đi lên. Hát đi Lệ ơi kìa. Bên này kêu là chị Lệ hát đi, chị Lệ hát hay lắm. Hay lắm. Mới coi chị Lệ như TikTok rồi, chị Lệ hát hay như ca sĩ luôn. Hay. Trời ơi. Hát thương hay luôn. Hát đi Lệ kìa. Chị Lệ hát đi em mua cho 10 túi bò vàng. Úi giời. Tào lao. Nè. Đây hát chị có hơn chú nào luôn. Úi giời. Đấy thấy không? Hát đi chị à? Đấy là mọi người vào hát nhá. Mình không muốn hát đâu đấy. Chị Lệ hát mà em cứ tưởng như ca sĩ Hàn Quốc. Ui. Tóc tai vuốt vuốt, đẹp gái các kiểu. Tào lao. Nè bên này người ta comment quá trời luôn. Đây hát nha. Bây giờ hát đi. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Nhật Lê đến từ Hà Nội. Nghi Lộc nha. Không ai mang cho em phiêu linh nhiều vậy, anh biết anh sẽ là người làm em điên. Nhà có xa, anh cùng qua. Không thấy vui, anh sẽ tới. Cắt sắp lan cả, tay anh mang hoa. Ô, à, chưa kịp say hi. Nói bên tay anh chưa đi em đã nhớ. Trên bàn số ba. Thôi. Sao đừng hay nói ố. Alo. Hay thật đấy. Hay thật. Aku đứng hình có 5 giây. Không, nhưng mà mình đi câu cổ dùng bài tự tin. Mình hát không hay nhưng mà mình lại rất là tự tin. Chị mà hát bài nào cho người dân Angola hay nghe kiểu gì người ta cũng quê luôn. À thì người ta có hiểu đâu. Để em gọi mấy người đang ăn cơm lại cho chị hát cho người ta nghe. Để Nam hát bài cơm đoàn cho mọi nghe này. Đây này, đây có fan cuồng đến độ mà bạch cái hàng rào để xem chị Lệ hát. Thực ra là do cái bài này khó hát thôi mọi người. Dạ, thấy không? Còn có fan này. Fan cuồng à. Fan cuồng này. Cuồng đấy. Bạch hàng rào đây để nhìn này. Con nói tì. Bạn ơi. Con nói tì gì giờ này? Ui, tôi buổi chiều con nói tì. Bạn ơi. Bonoiti. Bonito. Giờ mới buổi chiều mà kêu Bonoiti. Chán thật. Buổi chiều mà chúc mừng, chúc buổi tối vui vẻ á. Ngon. Ô thế á? Bài nào? Bài của đoàn viên đi. Buổi chiều mà, đâu phải là buổi tối đâu mà Bonoiti chào buổi tối. Nhỉ? Không, ở bên Việt Nam là buổi tối rồi, quên mất. Sao ông Linh hát hay mà chỉ hát lại không bằng kiểu chỉ hát hay nhưng mà chỉ không thích diễn hát. Nét mà hát không hay. Nói chung đúng hát không hay là hơi khó đấy thầy. Không, hôm nay khó. Vô không đi, vô hôm nay ở nhà lôi chứ lâu đi gặp không lôi đi lôi đi viên nhân thôi. Bữa nay gặp lôi còn khó hơn nữa, gặp giám đốc lôi giờ đi học với làm diễn viên doanh nhân thiệt không phải chỉ thiệt mà Thuy thiệt mà. Ê, nhưng mà sao lôi là đi học rồi nhở? Sao đi học sớm thế? 5 tuổi rồi đi mẫu giáo rồi còn gì? Đi mẫu giáo nhá. Mẫu giáo á? Bên đấy có học mẫu giáo đâu? Có mà. Kiểu đi kiểu đi nhiều dư trẻ ấy. Đi dư trẻ. Lên đấy vẽ voi vẽ ngựa.
cô vé mà lúc mà lâu rảnh thì lối hay thì lối mà đem lối kể đến mà hát không hay không bằng hay hát đấy mọi người nghe sớm chưa sớm chưa cũng đúng ý là anh em mình ở trong đây trời mưa trời nó rồi thổi thắt bay luôn cái chòi nhưng đầu ngày xưa phải đi học không lề có chứ nhưng mà không biết học đến lớp mấy cô bố Ừ. Thế ơi Lea cây. Hả? Ơ Lea amiga, amiga Việt Nam bita. Ê, amiga Việt Nam bita này. Ê. Maria, 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 Maria Sophia Hoàng ấy. À. Bạn nuôi của anh đấy. Đấy, bạn gái anh Hoàng này. Hello. Ê, nào phải là Ola. Hola, beso. Có, hôm nay mình bán hàng. Nhưng mà gặp về hai cái ông này Ola. Mình chưa bán được. Hola. Hola, xin chào. Hola. Xin chào. Hola, Unita. Unita. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Hola. Chào các bạn. Chào các bạn. Con trai mà. Bonito. Bonito. Chào các bạn. Bonita. Cảm ơn đã hơn. Đã hơn đã xin muốn quay lối về nhà. Ôi tù Bonita. Đi gà. Ôi thôi rách cái hàng rào thôi đấy ông ơi. Rồi tập bom. Đầm đỏ là người yêu hả? Đầm đỏ đó rồi. Đấy. Đầm đỏ cháy rồi. Đầm đỏ yêu rồi. Đầm đỏ đâu rồi? Màu đỏ đâu rồi? Đây, hôm nay thì Nam Hoàng với là Nam sẽ gửi các bạn khúc cơm đoàn viên. Thôi nghe bài này khóc ấy. Ủa nhưng mà đi sao đi làm đây lại có màng ta? Ừ, chỉ có mỗi cái bạn của Nam Hoàng là có bạn thôi. Đây này.